Thưa quý vị, thực hiện cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội dịp Tết 2023. Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường tuần tra, chốt chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên địa bàn, đặc biệt với các tài xế vi phạm nồng độ cồn, nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông. Nhiều trường hợp vi phạm ở mức kịch khung nhưng vẫn cho rằng mình đủ tỉnh táo và tìm nhiều lý do để xin xỏ ra về. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên VTC 14. 8 giờ tối qua, đội cảnh sát giao thông số 6 đã lập chốt chặn kiểm tra, xử lý trên đoạn đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng. Chỉ trong khoảng 30 phút đầu, tổ công tác đã liên tục phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Có trường hợp ở mức kịch khung như tài xế Võ Quốc Hùng vi phạm 0,51mg trên 1 lít khí thở. Vậy nhưng khi được hỏi, tài xế vẫn cho rằng mình đủ tỉnh táo để ra về. Em đi với công ty, mình có uống nhiều quá không? Không, em làm còn cỡ 5-7 gốc rượu rồi. Mình cũng biết là việc uống rượu nhiều này nó gây nguy hiểm và tai nạn không? Dạ cũng biết rồi, nhưng mà ấy là vận tình để chạy về. Chạy về nhưng mà nếu mà mình không làm chủ được phương tiện thì mình gây tai nạn với mọi người thì sao? Dạ không, em vẫn cảm thấy là em tỉnh táo để chạy về. Thậm chí có trường hợp say xỉn, còn tìm nhiều lý do nhằm giải thích, xin xỏ để tránh việc bị xử phạt. Thế nhưng, tổ công tác đã kiên quyết lập biên bản, xử lý nghiêm theo đúng mức độ vi phạm của tài xế. Em rất khó khăn hoàn cảnh, mà mới về cái xe này, xe mượn của anh thôi. Thì nhà em gần đây thì em hôm nay về cũng liên hoan, uống một lon bia Hà Nội. Đấy thì tôi mong nhà nước cũng tạo điều kiện cho em. Đấy thì anh có biết là việc mình có rượu bia thế là vâng ạ, nhưng mà vì em biết, nhưng mà em uống một lon bia, anh nhìn mặt em này không có say gì cả, nhưng mà tại qua là nhà gần đây thì tiện thì quay vào ngõ này thôi. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, có nhiều trường hợp đã chấp hành khi lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt theo quy định. Tuy nhiên vẫn có một số tài xế cố chấp, chống đối, không phối hợp, gây khó khăn cho lực lượng cảnh sát giao thông. Đối với tài xế vi phạm ở mức kịch khung, tổ công tác đã xử phạt ở mức từ 6 đến 8 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng. Trong quá trình kiểm soát thì và xử lý vi phạm thì cũng có rất nhiều người thì người ta cũng hiểu luật và người ta đã chấp hành nghiêm cái hành vi của mình và thực hiện đúng theo quy định và chấp hành nghiêm cái yêu cầu kiểm tra kiểm soát và chấp hành nghiêm cái xử lý của lực lượng chức năng. Còn bên cạnh đấy thì cũng có rất nhiều những người thì người ta còn né tránh những cái hành vi vi phạm của mình và gây khó khăn trong quá trình xử lý vi phạm hành chính. Với đối tượng người vi phạm là Tùng lúc nãy thì sẽ bị phạt theo quy định là trên 0,4 thì phạt từ 6 đến 8 triệu, mức phạt tiền là 7 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng. Trong đợt thực hiện cao điểm này, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường thường xuyên tuần tra kiểm soát trên nhiều tuyến đường, từ đó hạn chế thấp nhất những vụ tai nạn giao thông xảy ra. Mà nguyên nhân chính xuất phát từ việc tài xế đã uống rượu bia và sau đó điều khiển phương tiện. Với cái đợt cao điểm này thì đội cảnh sát giao thông số 6 đã bố trí lực lượng tuần tra trên tuyến xuyên suốt 24/24 và đảm bảo trên các cái tuyến đường mà có nhiều hàng quán thì đã tổ chức để thực hiện tuần tra kiểm soát để kiểm soát và xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm về nồng độ cồn để đảm bảo cho trật tự an toàn giao thông thông suốt ở trong dịp Tết Nguyên đán. Thì lực lượng cảnh sát giao thông thì tăng cường xử lý về vi phạm nồng độ cồn để hạn chế thấp nhất những cái va chạm giao thông và tai nạn giao thông xảy ra và xử lý triệt để các cái nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Trong thời điểm cuối năm, nhu cầu gặp mặt liên hoan tất niên của người dân có xu hướng tăng cao và có nhiều người dù đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn tham gia điều khiển phương tiện. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm theo quy định, kiên quyết không để những trường hợp này gây mất trật tự an toàn giao thông, từ đó hạn chế những vụ tai nạn thương tâm xảy ra.